Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1973 được trao cho nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ Henry Kissinger và Lê Đức Thọ của Bắc Việt, một trong những phần thưởng gây tranh cãi nhất trong lịch sử của Nobel Hòa bình, đã được trao với sự hiểu biết đầy đủ rằng cuộc chiến tranh Việt Nam lúc đó khó có thể sớm kết thúc. Theo các tài liệu mới được công bố, các đề cử cho giải thưởng Hòa bình vẫn được giữ bí mật suốt 50 năm qua. Nhưng hôm mùng 1 tháng 1, các tài liệu liên quan tới giải thưởng trao cho ông Kissinger và trưởng đoàn đàm phán của Hà Nội ông Thọ được công khai theo yêu cầu. Quyết định trao giải Nobel đã gây sốc cho nhiều người vào thời điểm đó, vì ông Kissinger lúc đó là cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ và là ngoại trưởng dưới thời tổng thống Richard Nixon, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự của Hoa Kỳ trong giai đoạn cuối của cuộc chiến Việt Nam 1955-1975 ông stey giáo sư tại viện nghiên cứu hòa bình oslo người xem xét các tài liệu vừa được tiết lộ nói với reuters tôi giờ đây thậm chí còn ngạc nhiên hơn lúc đó rằng ủy ban có thể đưa ra một quyết định tồi tệ như vậy Ông Kissinger và ông Thọ đã đạt được Hiệp định Hòa bình Paris vào tháng 1 năm 1973. Theo đó, Washington hoàn thành việc rút quân khỏi miền Nam Việt Nam sau khi đã chấm dứt phần lớn các cuộc tấn công và tránh chiến đấu chống lại Cộng sản miền Bắc trước tình hình tinh thần quân đội ngày càng xa suốt và các cuộc biểu tình phản chiến lớn ở Mỹ. Nhưng lệnh ngừng bắn được quy định trong Hiệp định đã sớm bị cả miền Bắc và miền Nam Việt Nam phớt lờ. Miền Nam từ chối ký thỏa thuận và tuyên bố bị phản bội vì lực lượng của Hà Nội không bị buộc phải rút khỏi miền Nam. Chiến tranh tiếp diện ác liệt và chỉ kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 sau khi các lực lượng Bắc Việt chiếm được thủ đô Sài Gòn của miền Nam, gây ra một cuộc sơ toán hỗn loạn và bẽ bàng của những người Mỹ còn lại và các đồng minh địa phương bằng trực thăng từ sân thượng Tòa Đại sứ Hoa Kỳ. Ông Thọ từ chối giải thưởng hòa bình với lý do hòa bình chưa được thiết lập. Hai trong số năm thành viên của Ủy ban Nobel Naui mà tất cả nay không còn nữa đã từ chức để phản đối. Ông Kissinger dù nhận giải thưởng nhưng không đến Na Uy để dự buổi lễ và sau đó tìm cách trả lại giải thưởng nhưng vô vọng.